lên độ mà vừa cúng vừa tế rồi vừa khóc nữa chứ đâu mẹ. Thảo, em thay vì em làm từ thiện giờ em bỏ ít đi, em gọi em thay vì em làm từ thiện giờ em bỏ ít tiền cái em gọi về cái đại lý nào mà bán bàn thờ đó, em lấy địa chỉ nhà thằng Thủy đó, em đặt cho ông cái cho nó trở lại giàu. Lúc đó là hình lực hình sự 331 quá, ở Việt Nam là đủ quá 331 quá, vẫn mặt mày xui bậy bạ nó đang lai á. Đặt nguyên bộ để chở thì nó canh cái ngày rằm. Cái lừa bà con thấy nó bữa thị mọc thị trọc mới thấy bữa ông ta bắt nó trên không gian mạng này nó nhục nhất là bữa ông Phúc mà nó chuyển 1.220.000. Cái lừa chào bà con đang làm gì đó. Tám thì mình lên 8 chung nè, mình mở diễn đàn lên 8 gì nói chuyện 8 về chia sẻ, ai muốn chia sẻ lên chia sẻ chung nè. Hôm nay mình chia sẻ về vấn đề những người họ gọi là Việt Nam và nước Mỹ này. Xong đéo đồng kết, vậy mà đủ má đồi đi chống cộng. Tại vì đâu tôi nói thiệt á, không phải mình chửi những người Việt Nam này, giống như điển hình giống như hồi nãy mình có làm cái like nhưng mà bên kia, nhưng mà mình muốn kể lại cho các bạn nghe. Cái đây khoảng 2-3 ngày vậy đó, ở tại miền Nam Cali thì có một cái vụ cướp, gọi là hai vợ chồng nó đi chợ trong cái chợ Hồng Kông, chợ 99 đó, gọi là chợ Grand 99 ở bên Mỹ đây, gọi là Grand 99 là chợ 99 đó, của Hồng Kông ở miền Nam Cali. Thì các bạn không biết là miền Nam Cali là cái nơi mà gọi là thủ phủ của những thằng mà gọi là chống cộng cực đoan đó các bạn, đúng không? Những sọc lồn á, những Việt Nam Cộng Hòa đó. Thì hai vợ chồng nó đi chợ, thì trong chợ Việt Nam thì các bạn thấy đi chợ thì bị cướp. Tại vì hai chồng này đeo vàng với đồng hồ Rolex đường, kiểu tối ối không bước ra thì cướp nó tấn công tới, nó quýnh cho này, nó quýnh thằng này, nó quýnh vợ chồng này để cướp cái đồng hồ. Thì các bạn thấy là khi bị cướp thì nó bị quýnh tơi bời, la lên cứu cho coi, cứu. Đậu má mấy Việt Nam vòng nó thằng nào lấy đứng ê, nó gọi ai kìa, nó không gọi tao nha, nó gọi mày, gọi tao nha, coi như là chơi cái tình bờ rồi nó bỏ đi. Dù còn hai chồng bị quýnh thê thảm luôn. Cái người nước ngoài người ta thấy vậy người ta mới gọi cảnh sát, mình tới mình gọi cảnh sát thì hai vợ chồng này cũng bầm mình bầm máy rồi, bị cướp mẹ cái đồng hồ Rolex với vàng dòng gì trị giá cũng 60-70 ngàn đô vậy đó, mình không biết. Nhưng mà mình nghĩ lại cái là chơi đéo đồng kết, đủ má tụi quay thằng nào thằng ấy đâu rồi. Những thằng mà sọc lồn đâu, những thằng mà gọi là Việt Nam Cộng Hòa hay là thằng đủ má thủ tướng nào bên quân đủ mẹ đâu, sống cho cận vệ ra cứu người Việt Nam, đồng đội Việt Nam tụi mấy. Mình quay chơi đẻo mà chơi dơ bỏ mà đủ má tụi bay chơi dơ cái lồn mẹ tụi bay, tụi bay la đụng miệng tụi bay cái chuyện lồn nhiều quá, cái chuyện giống như thằng Andy Huỳnh vừa rồi á, tụi bay cũng rống lên la đồ con má. Chính phủ Việt Nam phải lo này, chính phủ Việt Nam lo kia, đây chính mặt trước mặt tôi quay nè. ốc là cái người kích sụi bắt nó phanh ốc luôn. Khoảng đây bắt đầu cũng đi, nó thấy vậy một nó đi mượn cứ kích sang chồng nó uống mai rồi lỏng lạnh từ đó tới giờ. Trước mặt tôi là tôi đâu có đủ mẹ, tôi đâu có cứu người ta ấy đi chợ mà tôi quay lên đây đủ mẹ, tôi cào lên cái lùn mẹ tôi những thằng những con á, nó dự lực sư Kim Thành đâu có kỹ đâu, rồi sao đứng cào lên đồ má la, đồ ma la là đồ cứu cho đồng đội đồng bào Việt Nam miền Nam Cali chứ. Cái lùn mẹ tụi bay chơi lùn má mà chơi chuối, chơi bận chị vợ được không? Chứ bẩn nhưng một cái là thấy nếu có đoàn kết cái người Việt Nam mình là nếu đoàn kết, khi mà tôi hỏi các bạn nha, thấy cái người ta bị cướp hay gì người ta đứng lên, người ta la lên, người ta cào lên cứu 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 mà không ai cứu các bạn, chỉ có một cái đứng ngó qua một bên cho bỏ đi, làm cho hai vợ chồng đó bị quýnh, gọi là quýnh bầm mặt bầm mày vô nhà thương luôn. Thì hơn là có những người xung quanh người nước ngoài người ta thấy gì người ta mới gọi cảnh sát tới cứu. Chứ thôi chắc tôi nghĩ đồ má nó cứu chết mẹ rồi. Bởi nhiều khi mình nói đâu mà dơ bẩn cái lũ này thì nếu lúc lên nó nói đâu đùng mà giấu, không ai nói một lời nào đó, không có thằng cặc nào đó ngô kỹ hay thằng mà đủ má thằng quần què như cái nói là chúng ta thương người Việt Nam, thương người đủ đồng loại mình, nếu thấy làm được cặc gì sập lâu không phải đâu. Có ai muốn lên chia sẻ mình mời lên nha.